Nhật Bản chấm com, chào tất cả anh em cần thủ nha. Hôm nay em tiếp tục lên cần về cho anh em cao cần, em bán ra là chưa bao gồm phí ship. Phí ship là 35.000 trên một đơn hàng nha, ship toàn quốc. Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0794559193, Zalo cũng vậy nha, 0794559193. Rồi bên em có bán phao cua đài thông minh thế này nè, phao cua đài thông minh nha. Rồi một quả này giá là 20k một quả phao cua đài thông minh. Rồi một quả là 20k nha, phao cua đài thông minh này, một quả là 20k. Rồi bên em có bán phao điện nữa, phao điện nha, phao điện đây. Bên em có hai loại, loại bầu và đây hai loại nha, loại dài và loại bầu này, đồng giá là 35k một quả kèm theo pin. Rồi 35k một quả phao cua điện nha, kèm thêm pin. Rồi, em xin phép cây cần. Đầu tiên là một cây cần mi rút độ dài, cái này là bột máy số 5 thu gọn lại là 45cm. Cái này là hàng của thằng Hàn Quốc xuất nhập, bát là bát hãng vàng, ngoại hình cần, dàn khoan đây. Dàn khoan là lỡ xứ xám, ngoại hình cần mới tinh luôn nha, ngoại hình cần mới tinh luôn. Rồi, cái này mã 1 mi rút độ dài, một máy số 5 thu gọn lại là 45cm, độ cứng cây này là 20-25. Rồi, cái này để cho anh em giá là 200k. Dàn khoan lỡ xí xám mini rút thu gọn 45cm, mã 1 200k. Tiếp tục mã số 2 tiếp tục là một cây cần mini rút độ dài, cái này cũng là một máy số 5 thu gọn, cái này là cũng 45cm, pad là pad hãng vặn, thu gọn là 40cm chứ. Dàn khoan đây, dàn khoan lỡ xí xám thế này đây, dàn khoan lỡ xí xám nha. Cây dầm này là dầm cần đời cao, cũng Hàn Quốc xuất nhập, bát là bát hãng vàng. Dàn khoan lỡ xí xám. Rồi, cây này mã số 2, độ cứng cây này là cũng là 25, độ dài là 1m65, mi rút kết hợp cho anh em lưu rear lock, trốn vào đi câu và cúp xe. Rồi, cây này tải cá tầm 3-4kg, mã số 2 này để cho anh em giá là 250k, mã số 2, thu gọn 40cm, độ dài 1m65. Tiếp tục mã số 3, mã số 1 cũng thu gọn 40cm nha. Mã số 3 là một cây cần carbon, một cây cần tay carbon, độ dài cái này là 4m50. Rồi, cần tay carbon độ dài 4m50, hàng nội địa nha, chất liệu là carbon sáng vòng thế này đây, chất liệu là carbon sáng vòng thế này nha. Rồi, mã số 3, độ cứng cái này mấy hát? Rồi, độ cứng cái này là 1,5 hát, chất liệu là carbon sáng vòng, đọc rút ra nước sơn cầu khác, đọc rút ra này, phao cần còn khá mới đẹp luôn nha. Rồi, cần tay độ dài 4m50, hàng nội địa nhạc, độ cứng là 1,5 hát. Cây này để cho anh em giá là 800k, mã số 3 800k nha. Tiếp tục mã số 4, mã số 3 800k. Tiếp tục mã số 4 tiếp tục là một cây cần tay, cây cần tay carbon, độ dài cây này là 3m60. Cây này cũng hàng Japan, thay ngoại hình cần, cần tay 3m60, chất liệu là carbon, độ cứng cây này mấy hát? Rồi, độ cứng cây này là 6 hát, độ dài là 3m60, đọt rút ra nước sơn cũng còn khá mới đẹp luôn nè. Rồi, cần tay độ dài là 3m60, chất liệu là carbon. Rồi, cây này để cho anh em giá là 600k, 36 cứng 6 hát, giá là 600k, mã số 4. Tiếp tục mã số 5, mã số 5 tiếp tục là một cây cần tay độ dài là 3m43. Đây, cần tay hàng Shimano, nội địa nhập, 3m43, chất liệu là fib. Rồi, mã số 5 này cứng mấy hát? Mã số 5 này cứng là 1,5 hát, chất liệu fib, đầu rút ra nước sơn đây, đầu rút ra nước sơn cũng còn khá mới. Rồi, cần tay độ dài là 3m43, độ cứng 1,5 hát, chất liệu fib. Rồi, cây này để cho anh em giá là 220k, mã số 5. Tiếp tục mã số 6. Mã số 6 tiếp tục là một cây cần tay. Mã số 6 tiếp tục là một cây cần tay giả trúc chất liệu fib. Đây, cần tay giả trúc chất liệu fib, ngoại hình cần có sơ xước đây. Rồi, cần tay giả trúc chất liệu fib, độ dài là 26, độ cứng cái này mấy hát? Rồi, độ cứng cái này chỉ là 1,5 hát thôi nha, nó bị kẹp đọt rồi đây, cứng 1,5 hát. Mấy phong này nó nhỏ lắm.
Rồi cần siêu nhỏ nhẹ cứng là 1,5H bị kẹp đột rồi. Chất liệu là phíp nha. Rồi 2m6, cái này để cho anh em giá là 200k, hàng nội địa nha. 200k, mã số 6. Tiếp tục mã số 7. Mã số 7 tiếp tục là một cây cần tay. Mã số 7 tiếp tục là một cây cần tay độ dài là 2m7, cây này cũng hàng nội địa nha. Cần siêu nhỏ nhẹ tem đây. Các tem đây. Cần siêu nhỏ nhẹ nha. Tay cầm là cuốn chỉ. Rồi siêu nhỏ 2m7, chất liệu phíp, độ cứng cây này cũng ngoặc chắc 1,5H thôi. Rồi mã số 7 cứng là 1,5H, chất liệu phíp. Đột rút ra đây. Đột rút ra nước sơn còn khá đẹp. Rồi cây này mã số 7. Mã số 7 này để cho anh em giá là cần tay 2m7, siêu nhỏ nhẹ. Giá em này là 200k, mã số 7. Tiếp tục mã số 8. Mã số 8 tiếp tục là một cây cần tay. Một cây cần tay giả trúc, chất liệu là phíp, độ dài cũng 2m7 luôn. Tay cầm là cuốn chỉ thế này đây. Rồi cần tay giả trúc, chất liệu phíp, độ dài là 2m7, mã số 8. Mã số 8 này cứng mấy ha? Mã số 8 này cứng là 1,5H luôn. Độ dài là 2m7, chất liệu phíp đột. Đút ra nước sơn cũng còn khá đẹp. Rồi mã số 8. Mã số 8 này để cho anh em giá là 200k, mã số 8. Tiếp tục mã số 9. Mã số 9 là một cây cần tay hàng Shimano Japan, độ dài cái này là 2m7, ngoại hình càng có sơ xước đây. Ngoại hình càng có sơ xước đây nha, xước đường này nè. Rồi cây này cần tay giả trúc, chất liệu phíp, độ dài 2m7, hàng Shimano. Cần này hơi bị vip luôn, cây này giá là 250k nha. Độ cứng cây này là 3H, cứng 3H, độ dài là 2m7. Ngoại hình đầu rút ra cũng khá mới đẹp luôn nè. Cần tay giả trúc Shimano, ngoại hình càng có sơ xước thế này thôi, nhưng mà nước sơn nó còn rất là mới, giá là 250k, mã số 9. Tiếp tục mã số 10. Mã số 10 tiếp tục là một cây cần tay. Mã số 10 tiếp tục là một cây cần tay độ dài cái này là 4m41, một cây cần tay độ dài là 4m41 nha. Ngoại hình càng có sơ xước đây nè. Rồi mã số 10. Mã số 10 này cứng mấy hát? Mã số 10 này cứng 1,5H, độ dài là 4m41, chất liệu phíp này, đọc lúc ra nước sơn còn khá đẹp, nhưng mà cái thân gốc nó một chỗ này nè. Cái chỗ này nó có sơ xước dăm dăm nhẹ nha. Cái này dính keo chứ không phải chứ. Đây, có một chỗ này nó hơi xấu thôi, hơi thô hơi xấu thôi nha. Rồi cái này để cho anh em giá là 210k, mã số 10. 4m41, 210k. Tiếp tục mã số 11. 11 tiếp tục là một cây cần tay. 11 tiếp tục là một cây cần tay độ dài cái này là khoảng 3m mấy á. 3m. Rồi, ngoại hình cần tay. Ngoại hình càng có sơ xước này. Cần tay giả trúc, chất liệu phíp, hàng Shimano, phôi càng cực kỳ cao cấp luôn. Độ dài là 3m, số 10 này. Rồi cái này cực kỳ cao cấp luôn nha. Mã số 11. Một này cứng cũng 3H, đột rút ra nước sơn còn bóng loáng rất là đẹp này. Nước sơn rất là mịn luôn nha. Rất là đẹp. Rồi cần tay giả trúc, chất liệu phíp, độ dài cái này là 3m. Cái này để cho anh em giá là 250k. 250k, mã số 11. 250k. Tiếp tục mã số 12. 12 tiếp tục là một cây cần tay. 12 tiếp tục là một cây cần tay độ dài là 2m6. Rồi, cái này cũng hàng nội địa Nhật, khắc tem này. Độ dài là 2m6, cần tay giả trúc, chất liệu phíp. Cần này là siêu nhỏ nhẹ, thế thật cho anh em câu cảm giác, câu cá rô, cá chép. Rồi cái này để cho anh em giá là cá giết. Rồi mã số 12. 12 này để cho anh em giá là 200k. Cần tay hàng nội địa Nhật giả trúc, độ dài là 2m60, chất liệu là phíp, giá là 200k, mã số 12. Tiếp tục mã số 13. 13 tiếp tục là một cây cần tay độ dài cây này là 3m, một cây cần tay giả trúc, chất liệu là phíp, độ dài là 3m nha. Đây ngoại hình cần. Đầu hình tháp này, cái này là đầu hình tháp này, độ cứng là 1,5H nha. Đầu hình tháp này. Rồi cần tay giả trúc, đầu hình tháp, chất liệu là phíp. Rồi cái này mã số 13. 13 này để cho anh em giá là 220k nha, khắc tem này, độ dài 3m. Cần tay giả trúc, chất liệu phíp, hàng nội địa Nhật, tay cầm là cuốn chỉ. Mã 13. Giá là 220k. Mã số 13. Tiếp tục mã số 14. 14 tiếp tục là một cây cần tay độ dài cây này là 4m, một cây cần tay độ dài là 4m, chất liệu phíp. Rồi cần tay giả trúc, chất liệu phíp, nhưng mà ngoại hình cây cần này nó kiểu có sơ xước dăm dăm nhiều nè, thấy không, có sơ xước dăm dăm nhiều nha. Độ dài là 4m. Rồi mã số 14.
14 này cứng mấy hát? Độ cứng em này là 2 hát. Độ cứng em này là 2 hát, độ dài là 4 mấy, chất liệu phíp đột rút ra đây. Đột rút ra thì nước sơn nó có bị sơ xước dâm dâm này, nhưng mà nó vẫn còn độ bóng nhiều nha. Rồi mã số 14. Cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài là 4 mét, số 12, hàng nội địa nha. Cái này để cho anh em giá là 240k, mã số 13, 14. 14, 240k. Tiếp tục mã số 15. 15 tiếp tục là một cái cần tay, độ dài là 2m7, cái này cũng hàng quốc xuất nhật, chất liệu là phíp này. Cần tay hàng quốc xuất nhật, nước sơn còn khá mới, long lanh luôn. Rồi cái này cứng lành. Rồi cái này cứng là 4H. Cứng 4H, độ dài 2m7, nước sơn còn mới long lanh luôn. Rồi cái này cần tay hàng quốc xuất nhật, độ dài 2m7, tem vàng. Cái này để cho anh em giá là 220k, mã số 15. 220k. Tiếp tục mã số 16. 16 tiếp tục là một cái cần tay đây qua, độ dài là 2m65 cho. Độ dài là 2m65 nha, tay cầm là cuốn chỉ thế này. Đây, cần tay giả trúc chất liệu phíp, tay cầm là cuốn chỉ, hàng nội địa Nhật, đây qua Japan. Cần này là siêu nhỏ nhẹ nha, mã 16. Mã 16 siêu nhỏ nhẹ, cứng cái này là 1,5H. Rồi, cứng 1,5H, cần siêu nhỏ nhẹ, giá em này là cần tay giả trúc đây qua 2m65. Rồi cái này để cho anh em giá là 220k. Daiwa Sapa vô cần đây 2m65, 220k, mã số 16. Tiếp tục mã số 17. 17 tiếp tục là một cái cần tay, độ dài cái này là 2m50, cần tay siêu nhỏ nhẹ, một cái cần tay siêu nhỏ nhẹ nha, thích hợp cho ai lớn tuổi rồi ạ. Độ dài là 2m50, độ cứng là 1,5H, đầu hình tháp này, đầu hình tháp thế này nha, đầu hình tháp, cứng là 1,5H, đầu rút ra đây. Cần siêu nhỏ nhẹ, độ dài cái này là 2m5, thích hợp cho ai lớn tuổi, thích hợp và cho ai câu thích nhỏ nhẹ nha. Giá em này là 200k, 2m5, chắc thì flip hàng nội địa nha. Giá là 200k, mã 17. Tiếp tục mã số 18. 18 tiếp tục là một cái cần tay, 18 tiếp tục là một cái cần tay, độ dài là 3m, chất liệu flip, cái này hàng nội địa Nhật, này tem kiểu như bắt quái vậy nha. Rồi, cần tay giả trúc chất liệu phíp, phô cần cái này cực kỳ cao cấp luôn. Độ dài cái này là 2m8, độ cứng cái này mấy hát? Độ cứng cái này là 1,5H nha, cũng thích hợp cho anh em câu cảm giác. Đầu rút ra nước sơn nó có bị gợn gợn sơ sơ chỗ này nè, gợn gợn tí chỗ này nha. Rồi mã số 18, cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài cái này là 3m. Giá em này mã số 18. Giá em này là 220k, mã số 18. Tiếp tục mã số 19. Tiếp tục mã số 19. 19 là một cây cần sút, một cây cần sút, độ dài cây này là 4m20. Rồi King này, hàng nội địa Nhật, pad là Fuji FF7 nha. Đây ngoại hình cần, cần tay cần sút, độ dài là 4m20, pad Fuji. Khoan đề ba nó cũng là Fuji xứ trắng, còn khoan dài, khoan giãn nó là xứ xám thế này nha, mới long lanh luôn. Rồi cây này cứng mấy hát, cứng bao nhiêu đây? Rồi cái này cứng là 20-25, độ dài là 4m50, chất liệu là phíp, đầu rút ra nước sơn còn khá đẹp nè, nước sơn có sơ xước dâm dâm nha. Rồi mã số 19. 19 này thích hợp cho anh em câu ngâm lân xe đánh lục xa bờ, 4m20, giá em này là 4m20. Rồi cái này để cho anh em giá là 550k, mã số 19, 550k nha. Tiếp tục mã số 20. 20 tiếp tục là một cây cần sút, độ dài cái này là 3m, pad là Fuji. Cái này dòng này là dạng phen lại xí xám thế này nha. Rồi sút 3m. Cái này thích hợp cho anh em câu ngâm, lăn xe, đánh bạc biển. Đầu rút ra này, đầu rút ra cũng chưa bị sơ xước luôn nha. Cái này cứng bao nhiêu đây? Rồi cái này cứng là 25-27, độ dài là 3m, chất liệu phíp, hàng nội địa Nhật. Cái này để cho anh em giá là 350k, mã số 20, sút 3m. Pad Pussy FF7, dạng khoan là dạng khoan lợi xí xám thế này nè. Rồi mã số 20, 350k. Tiếp tục mã số 21. 21 tiếp tục là một cái cần sút, độ dài cái này là 2m4, độ dài 2m4, pad là Fuji FF6, dàn khoan là dàn khoan lợi xí xám. Loại này thích hợp cho anh em câu ngâm, lăn xe, lưu rê lóc. Rồi
suốt 24 Patafusi FF6 dàn khoan là dàn khoan là xí xám thế này đây. Cái này cứng bao nhiêu đây? Rồi cái này cứng là 25-27, cứng 25-27, độ dài là 24, chất liệu là fib, rồi mã số 21. 21 này để cho anh em giá là 300k, suốt 24, ngoại hình cần có sơ xước đây. Rồi giá em này là 300k, siêu nhỏ nhẹ nha. Siêu nhẹ thích hợp cho anh em loại này lưu đeo lắp rất là ok luôn. Mã 21. Giá em này là 300k. Tiếp tục mã số 22. 22 tiếp tục là một cây cần sút, một cây cần sút, cây này là hàng Olympic Japan, độ dài là 2.7. Patta patta bạn thế này nha. Olympic Japan. Độ dài là 2.7, hàng Japan luôn này. Đấy. Rồi dàn khoen nó đây. Khoen hãng xứ trắng, xứ trắng thế này nha. Dàn khoen nó là full carbon. Full carbon cứng cây này bao nhiêu đây? Rồi cây này cũng cứng 25, cứng 25, độ dài là 2.7. Rồi sút khoan lại xứ xám, độ dài 27, pat là pat Olympic. Rồi mã số 22. 22 này để cho anh em giá là 22, để anh em giá cái này là 330k, hàng Olympic Spa, độ dài là 27, cắt tem cực đẹp luôn. Đây pat là pat hãng vọng thế này nha, hàng nội địa nhập. Mã số 22. Tiếp tục mã số 23. 23 tiếp tục là một cây cần sút, 23 tiếp tục là một cây cần sút, độ dài cái này là 3.9, sút 3.9, pad là Fuji FF7. Rồi. Đề ba của nó là Fuji xứ trắng, cầu khoan chạy của nó là xứ xám nha. Độ dài là 3.9, cái thạch cho này công âm 5C bạc biển. Rồi cái này cứng bao nhiêu đây? Cái này cứng 25-27, độ dài là 3.9, ngồi hình đọc rút ra có sơ xước đây nè. Đọc rút ra có sơ xước đây nha. Có sơ xước châm châm nhẹ. Rồi, sút 3.9, ngoại hình càng có sơ xước, độ dài cái này là 3.9 nè. Pat Fuji. Khoen đề ba cũng Fuji trắng, cầu khoen chạy là xứ xám thế này nha. Rồi mã số 23. 23 này để cho anh em giá là 500k. 23 giá là 500k, sút 3.9, chất liệu fib. Tiếp tục mã số 24. 24 tiếp tục là một cây cần sút, một cây cần sút của thằng Nissin. Nissin hàng nội địa Nhật, độ dài là 3.60. Pat là Fuji FF7, ngoại hình càng đây. Sút 3.60, dàn khoan là dàn khoan lại xứ xám thế này luôn. Hàng Nissin nha. Nissin là hàng cực kỳ cao cấp luôn. Rồi mã số 24. 24 này cứng là 25-27. Cứng 25-27, độ dài cái này là 3.60, hàng của thằng Nissin, hàng nội địa Nhật. Rồi cái này để cho anh em giá là 380k. 3.60, cứng 25-27, dàn khoan lại xứ xám thế này đây. Đây. Pasta Fuji FF7 nha, ngộ hình cần mới long lanh, giá là 380k, mã số 24. Tiếp tục mã số 25. 25 tiếp tục là một cây cần sút. 25 tiếp là một cây cần sút, ngộ hình cần thì mới long lanh luôn, chưa xuống nước lần nào luôn nha. Pasta Fuji FF7, độ dài là 27, hàng Japan nha. Đây, dàn khoen nó đây. Dàn khoen là ở xứ trắng đây, ngộ hình cần thì mới long lanh này. Ngộ hình cần mới long lanh, chưa một cái xước nha. Rồi em này giá là 400k, full carbon, độ dài là 2.7. Ngoại hình mới long lanh, chưa xuống nước lần nào. Rồi giá là 400k, mã 25, sút 2.7. Dàn khoen là full carbon thế này nha. Xứ trắng, khoen hãng. Đầu bô là chống sắn. Đầu bô là Fuji chống sắn nha. Rồi giá này là 400k, mã số 25. Tiếp tục mã số 26. 26 tiếp tục là một cây cần sút, độ dài cái này là 36 luôn, ngoại hình cần cũng mới long lanh luôn. Pat là Fuji FF7, dàn khoen ở đây. Dàn khoen là dàn khoen lại xứ xám thế này. Độ dài là 3.60 nha, ngoại hình cần mới long lanh luôn này, đọc rút ra này. Nước sơn này rất là mới luôn nha. Rồi sút 3.60, chất liệu là fib, độ cứng cái này bao nhiêu đây? Cái này cũng cứng là 20-25. 20-25. Độ dài là 3.60, thích hợp cho anh em công ngâm lăn xê đến bạc biển. Rồi dàn khoen lỡ xứ xám, câu cách ra, mã số 26. 26 này để cho anh em giá là 300. Rồi 36. Rồi cái này để cho anh em giá hàng Alpha Tico nha, Alpha Tico Japan. Rồi 26. 26 này để cho anh em giá là 390k, mã số 26. Tiếp tục mã số 27. 27 tiếp tục là một cây cần sút, độ dài cái này là bao nhiêu đây?
Người hình cần có sơ xước rất là nhiều này, người hình cần có sơ xước cúp góc rất là nhiều này. Rồi pad là Fuji FF7, nó bị tụt chỉ dưới này rồi này, để cúng chỉ lại nha. Rồi dàn khoan là dàn khoan là ở xứ xám, cái này chiều dài khoảng là 3m đến 3m6 gì đó, đầu cút ra này. Rồi cái này để cho anh em giá là cứng 25-27, độ dài cái này là khoảng 36, dàn khoan là ở xứ xám. Đây mẫu hình cần có chỗ này, khúc này nhìn hơi xấu thế thôi. Rồi cái này để cho anh em giá là 320k, mã số 27, suốt 320k, mã số 27. Tiếp tục mã số 28. 28 tiếp tục là một cây cần suốt, một cây cần ISO khoen lớn, độ dài là 4m50, pad là pad hãng vặn. Cây này chất liệu là carbon nha, dàn khoen là ở xứ xám, ISO khoen lớn thế này nha. Đột rút ra này, đột rút ra nước sơn cũng còn khá mới đẹp luôn. Đột rút ra nước sơn cũng còn khá mới đẹp long lanh luôn nha. Rồi, em này là đột 4, đột 4, độ dài cây này là 4m50, chất liệu là carbon. Rồi, cây này để cho anh em giá là 850k, pad là pad hãng vặn. Dạ khoen là khoen hãng thế này nha. ISO khoen lớn, đột 4. Đột 4 này nó tương đương cứng khoảng máy hát này. Rồi tương đương cứng khoảng là 6H á, 5 6H, mã số 28. Giá là 850k. Tiếp tục mã số 29. 29 tiếp tục là một cây cần suốt. 29 tiếp tục là một cây cần suốt, độ dài là 39, hàng Shimano Sapan, ngũ hình thiết kế cần rất là đẹp. Rồi pad là Fuji FF7, dàn khoen là Fuji gặp thế này nha. Đấy, chất liệu là carbon sóng vòng này, chất liệu là carbon sóng vòng nha. Đây. Rồi cây này để cho anh em giá là 1,5 triệu. Độ cứng cây này là 27, độ cứng 27, suốt 39, chất liệu là carbon sóng vòng, ngũ hình cần thì mới long lanh đẹp luôn. Cần cực kỳ thon gọn nha. Cần cực kỳ thon gọn, hàng Shimano, độ dài là 39, pad là Fuji, dàn khoen là Fuji gặp. Giá em này là 1,5 triệu, mã số 29, 1,5 triệu. Tiếp tục mã số 30. 30 tiếp tục là một cây cần suốt. 30 tiếp tục là một cây cần suốt, độ dài cái này là 3m9, pad là Fuji FF7, dàn khoen là Fuji gặp thế này. Đây chất liệu là cổng carbon sóng vòng, ngũ hình đọc rút ra đây. Đấy, đọc rút ra này. Rồi em này là độ dài là 39 nha. Độ cứng cái này bao nhiêu đây? Rồi độ cứng cái này cũng 25-27, chất liệu là carbon sóng vòng, kết hợp cho anh em câu ngâm lân xe bạc biển đánh lục. Rồi cái này giá là 1,3 triệu, pad Fuji FF7, dàn khoen là Fuji gặp, giá là 1,3 triệu, mã số 30, suốt. Ngũ hình cần có sơ xước dâm dâm dưới này nè, có sơ xước dâm dâm chỗ khúc này nè. Rồi giá em này là 1,3 triệu, mã số 30. Tiếp tục mã số 31. 31 tiếp tục là một cây cần suốt. Một cây cần suốt cần này của Hàn Quốc xuất Nhật, ngũ hình cần thì mới long lanh, độ dài là 39 luôn. Pat to pat thường gặp nha, dàn khoen là Fuji gặp, dàn khoen Fuji gặp thế này nha. Đây đầu rút ra nước sơn còn mới long lanh luôn này. Cái cần này là mới long lanh, chưa xuống nước lần nào nha. Cái này là cứng là 25-27, cứng 25-27, độ dài là 39, ngũ hình cần mới long lanh, dàn khoen là Fuji gặp, hàng Suzumi, Hàn Quốc xuất Nhật, Suzumi Hàn Quốc xuất Nhật nha. Pad là pad thường gặp. Rồi cây này mã số 31. 31 này để cho anh em giá là 1,2 triệu, Hàn Quốc xuất Nhật chứ. Cây này giá là 1,1 triệu, mã số 31. Tiếp tục mã số 32. 32 tiếp tục là một cây cần ISO khoen lớn, độ dài là 4m, pad là pad thường, pad hãng vặn thế này nha. ISO khoen lớn, độ dài là 4m. Cây này là đột máy đây, chất liệu là carbon nha, ISO khoen lớn. Rồi em này là đột đột 3, cái này cứng tầm khoảng 3H nha. ISO khoen lớn. Đây, dàn khoen này, dàn khoen là ISO khoen lớn thế này nha. ISO khoen lớn khoen hãng. Chất liệu là carbon. Độ dài là 4m, đột 3, cứng tương đương là 3H. Rồi ngoại hình cần cũng mới long lanh. Cái này để cho anh em giá là 850k. ISO khoen lớn, chất liệu là carbon, độ dài là 4m, hàng Sapa, giá là 850k, mã 32. Tiếp tục mã số 33.
33 tiếp tục là một cây cần sút, 33 tiếp tục là một cây cần sút dòng Super, Super Light, độ dài là 39, pad là Pussy, ngoại hình nước tem. Cây này nó có bị mờ đi một chút nhưng mà phô cần này là cực kỳ cao cấp luôn nha. FF7, rồi dàn khoan là dàn khoan của Pussy gặp. Đầu bu chống sắn nha, đầu bu chống sắn Pussy luôn. Rồi dàn khoan pad Pussy, cây này cứng bao nhiêu đây? Rồi cây này cứng là 30, cứng 30, độ dài là 39, chất liệu là carbon sáng vòng. Cây này của thằng Ryobi Japan dòng Super, chất liệu là carbon sáng vòng nha, ngoại hình cần cũng khá đẹp. Có sơ xước cái tem này nó bị hơi bị mờ một tí thôi. Rồi, mã số 33, 33 này để cho anh em giá là 1.500.000, 1.500.000, cứng 30, độ dài là 3m90, dòng Super. Mấy dòng Super này thích hợp cho anh em câu bộ lực nha, thích hợp. Rồi mã 34, tiếp tục 34 là tiếp tục là một cây cần sút, độ dài cây này là 39 luôn, Patapusi FF7. Rồi cây này là của thằng Hàn Quốc xuất nhập này, chất liệu là carbon sáng vào. Rồi cây này để cho anh em giá là 900k, chất liệu là carbon sáng vào, dàn khoan là Fuji gặp luôn, cũng thích hợp cho anh em câu ngâm lăn xe đánh bạc biển. Đây, chất liệu là carbon sáng vào, khoan Patapusi. Cây này cứng là 27, cứng 27, độ dài là 39 nha, ngoại hình cần thì mới long lanh luôn. Rồi giá em này là 900k, mã số 34, suit 39, pad Pussy FF7, Hàn Quốc xuất nhập, dàn khoan là dàn khoan Fuji gặp. Giá em này là 900k, mã số 34. Tiếp tục mã số 35. 35 là một cây cần ISO khá nhỏ, 35 là một cây cần ISO khá nhỏ, đột một, độ dài là 5m40, hàng nội địa nha, pad là Fuji FF6. Rồi Shimano ISO khá nhỏ, cần tay cờ máy khoan pad Fuji, dàn khoan là Fuji ISO nhỏ. Đây ngoại hình cần khoan thì mới long lanh đẹp nha, dàn khoan thì cực kỳ đẹp luôn. Rồi đột rút ra này, đột 1.5 nha, chất liệu là carbon sáng vòng này, hàng Shimano nha, ngoại hình cần có sơ xước nhẹ vậy thôi, li ti thôi. Rồi cây này để cho anh em giá là 1.200.000, ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, khoan pad Fuji, đột một, độ dài là 5m40, giá là 1.200.000. Mã số 35. Tiếp tục mã số 36. 36 tiếp tục là một cây cần ISO khá nhỏ, độ dài cây này cũng 5m3, đây qua Japan, độ dài là 5m30, đột 1.5 luôn, pad là Fuji FF6. Đây ngoại hình cần cây này cũng dòng cần đời cao nha, cần đời cao, carbon đời cao, giá em này cũng là 1.200.000 luôn, ISO khá nhỏ, cần tay trợ máy, khoan pad Fuji, đột rút ra cũng mới lung lanh, chất liệu là carbon, giá em này là 1.200.000 nha. Rồi đột rút ra mới lông lanh luôn này, ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, khoan pad Pussy, đây qua Japan, chất liệu là carbon đời cao, giá là 1.200.000. Mã số 36. Tiếp tục mã số 37. 37 tiếp tục là một cây cần ISO, 37 tiếp tục là cây carbon 2 da dòng Super, đột 1, độ dài là 5m4, pad là Pussy FF6. Rồi ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, chất liệu là carbon 2 da. Rồi cây này để cho anh em giá là 1.500.000, 1.500.000 nha, chất liệu là carbon 2 da sáng bằng thế này nha. Rồi giá là 1.500.000 nha, mã số 37, ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, khoan pad Fuji, giá là 1.500.000, dàn khoan là Fuji ISO nhỏ, pad là Fuji, hàng Nissin, hàng NFT nha, cây này NFT, hàng nội địa nha, dàn khoan là Fuji ISO nhỏ. Rồi mã số 37, giá là 1.500.000. Cây này là đột 1, độ dài 5m4 nha, carbon 2 da nha, còn hình cần mới long lanh luôn, giá là 1.500.000, mã 37. Tiếp tục mã số 38, 38 tiếp tục là một cây cần ISO khá nhỏ, nhưng mà cây này là pad hãng vặn này, pad hãng vặn chứ không phải là pad gặp nha, Fuji, pad Fuji nha, Alpha Tico Japan, dàn khoan là Fuji ISO nhỏ, ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, khoan pad Fuji. Rồi dàn khoan là Fuji ISO nhỏ. Đây em này mã số 38, 38 là ISO khoan nhỏ này. Rồi cây này là đột độ cứng tương đương khoảng là 3H, độ cứng tương đương khoảng 3H nha, ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, chất liệu là carbon sáng vòng, độ cứng là tương đương 3H là tầm đột 3. Rồi mã số 38, 38 này để cho anh em giá là cây này là giá là 1.000.000 nha, mã số 38 giá là 1.000.000, độ dài là 4m50, chất liệu là carbon, hàng nội địa nha. Rồi tiếp tục mã số
39, 39 là một cây cần ISO khoan nhỏ. Cây này là chất liệu là carbon, độc 2, độ dài là 5m40 nha. Cây này là của thằng Indonesia này, sản xuất này, part là Fuji nha, Shimano Indonesia nha, dàn khoan là Fuji ISO nhỏ. Dòng này là dòng carbon cũng đầy cao luôn. Rồi ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy khoan part Fuji, đầu cúc ra này, chất liệu cũng carbon sống vòng đây. Rồi em này cũng giá là, rồi chất liệu là carbon sống vòng, hàng Indonesia xuất nhập. Cái này để cho anh em giá là 1 triệu, 1 triệu nha. Độc 2, độ dài 5m40, hàng Shimano Holiday ISO HD, độc 2, độ dài 5m4, Indonesia Shimano, giá là 1 triệu, mã số 39. Tiếp tục mã số 40. 40 tiếp tục là một cây cần ISO dây trong. 40 là một cây cần ISO dây trong. Dòng này là dòng cũng hàng Shimano Leopard Fuji FX6. Ngoại hình cần thì mới long lanh luôn. Đề ba của nó là Fuji nha, Fuji 6. Rồi, lâu cũng Fuji 6 nè. Chất liệu là carbon sống vòng nha. Độc thì rút ra mới long lanh rồi. Dòng này thì mới long lanh rồi, khỏi cần phải vàng luôn. Rồi, ISO khoe nhỏ cần, ISO khoe nhỏ, ISO dây trong nha. Cái này là ISO dây trong cho em nhầm. ISO dây trong, độc 1, độ dài 5m25, hàng nội địa Nhật, hàng Shimano luôn. Shimano hàng nội địa Nhật nha. Giá em này là 1 triệu 8. ISO dây trong, độ dài là 5m25, độc 1.5. Rồi giá em này là 1 triệu 8, mã số 40, 1 triệu 8, 5m25 nha, ISO dây trong 1 triệu 8, cần mới long lanh luôn. Tiếp tục mã số 41. 41 tiếp tục là một cái cần ISO khoan nhỏ. 41 tiếp tục là một cái cần ISO khoan nhỏ, độ dài là 4m50, part là Fuji FX6. Ngờ đây, ngoại hình cần có xe xước đây. Rồi dàn khoan là Fuji ISO nhỏ. ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, độc 2, độ dài là 4m50. Độc quốc ra nước sơn cũng còn khá đẹp này. Chỗ này nó có bị xe xước này, thấy không? Rồi, ngoại hình cần có xe xước này. ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, khoan part Fuji. Cây này 4m50, cây này để cho anh em giá là 300k nha. ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, khoan phát Fuji, ngoại hình cần có xe xước. Giá này là 300k, chất liệu là fit. Mã số 41. Tiếp tục mã số 42. 42 tiếp tục là một cái cần ISO khoan nhỏ, độ dài cái này là cũng 2m70, part là Fuji FF5, dàn khoan là Fuji ISO nhỏ. Rồi cái này, cái này là độc 3, độc 3, độ dài cái này là 2m7, chất liệu là fit. ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, khoan phát Fuji. Rồi cái này cũng để cho anh em giá là 300k. Mã số 42, 300k. Tiếp tục mã số 43. 43 tiếp tục là một cái cần, cần ISO khoan nhỏ, độ dài cái này là 4m30, part là Fuji FF6. Đây ngoại hình cần. Rồi dàn khoan là Fuji ISO nhỏ. ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, khoan phát Fuji. Em này là độc 3, độc 3, độ dài là 4m30 nha. Đây, độc rút ra nước sơn cũng còn khá đẹp. ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, khoan phát Fuji. Mã số 43 này để cho anh em giá là 300k luôn. Phát Fuji F6, dàn khoan là Fuji ISO nhỏ, giá là 300k, mã số 43. Tiếp tục mã số 44. 44 tiếp tục là một cây cần ISO khoan nhỏ. 44 tiếp tục là một cây cần ISO khoan nhỏ, độ dài là 36, part là Fuji FF6. Rồi, ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, khoan part Fuji, dàn khoan là Fuji ISO nhỏ. Rồi, em này mã 44. Em này là độc 3 nha, độc 3, độ dài là 3m60. Rồi, cây này để cho anh em giá là 320k. ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, khoan part Fuji, độ dài là 3m60, độc 3. Rồi mã số 44, 320k. Rồi em lên tạm 43 4 cây cần về cho anh em tham khảo. Chúc anh em là ngày mới vui vẻ, nhiều sức khỏe, gia đình em thật nhiều sức khỏe nha. Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0794559193, Zalo cũng vậy, 0794559193. Rồi cảm ơn anh một lần nữa, chúc anh em nhiều sức khỏe và gia đình em thật nhiều sức khỏe nha.